Ô tô xe máy đi ngược chiều thì bị phạt bao nhiêu? Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô xe máy đi ngược chiều vào đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều sẽ bị xử phạt như sau. Đối với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và bị tước bằng lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Tuy nhiên, nếu đi ngược chiều và gây ra tai nạn thì mức phạt là từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, đồng thời sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Ngoài ra, mức phạt sẽ là 16 triệu đến 18 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng nếu đi ngược chiều trên đường cao tốc. Đối với xe máy, sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Nếu gây tai nạn, sẽ chịu mức phạt từ 4 đến 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Thư viện pháp luật, loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu.